Chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sao Việt. Và sau đây là tin tức: Thúy Diễm được Lương Thế Thành nâng niu như công chúa. Nữ diễn viên diện đầm trễ vai và làm tóc nhẹ nhàng trong hôn lễ. Sau nhiều năm yêu nhau, chiều nay ngày 14 tháng 4, hôn lễ của Lương Thế Thành và Thúy Diễm chính thức được diễn ra tại một khách sạn 5 sao nằm giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi Lương Thế Thành và Thúy Diễm xuất hiện rạng rỡ để đón khách. Cô dâu diện váy cưới trị giá 4.500 đô, được thiết kế cầu kỳ với chất liệu ren đính pha lê và kim sa. Nữ diễn viên để tóc buông xõa tự nhiên, nhưng không kém phần xinh đẹp và quyến rũ. Được biết, trong hôn lễ tối nay, Thúy Diễm sẽ thay 3 bộ váy cưới có giá trị không hề nhỏ. Cô dâu chú rể hạnh phúc khi chính thức về chung nhà, trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa không gian lãng mạn trữ tình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!